Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu Workman của một người chơi. Tôi là Hoàng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam các bạn. Xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn, gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam, các bạn bè quốc tế và đặc biệt các bạn có follow cái kênh của mình. Xin chúc các bạn có một ngày mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã ủng hộ và follow cái kênh của mình và theo dõi những cái video giới thiệu những cái chiếc Workman của mình. Thì kính thưa các bạn, mình chỉ chuyên là yêu thích những cái chiếc Workman nhỏ cầm tay thôi các bạn. Trong kênh của mình là không có giới thiệu những cái thiết bị âm thanh lớn các bạn. Và các sản phẩm đó bao gồm các thương hiệu đến từ Nhật Bản, bao gồm Bossable MIDI Player và Cassette Player các bạn ha. Thì kính thưa các bạn, thì đầu tiên thì mình xin nói chia sẻ các bạn một chút xíu về các cái chiếc máy cầm tay của mình được chia sẻ từ người chơi từ Việt Nam các bạn. Thì về cái nguồn gốc âm nhạc ấy, thì tại cái quốc gia mình thì lịch sử thì trước đây nó có các cái cuộc chiến tranh đó các bạn. Cho nên là trong những cái cuộc chiến tranh về cái bối cảnh lịch sử đó thì cái quốc gia mình có rất là nhiều cái bài âm nhạc. Và những cái bài nhạc đó là người ta yêu chủ đề là ca ngợi cái quê hương đất nước, ca ngợi con người. Và tình yêu nam nữ và những cái dòng nhạc từ chiến trường các bạn, cái tình cảm của người lính và những chiến trường, những cái nhạc về chiến trường, tình yêu quê hương đất nước, rồi tình cảm nam nữ vân vân. Cái nguồn nhạc của mình rất là nhiều. Và lịch sử của Việt Nam mình thì ở miền Nam mình năm 1975 các bạn, từ năm 1960 đến năm 1975 thì mình không nói về vấn đề cái bố cục chính trị, tuy nhiên mình chỉ nói về âm nhạc thôi. Thì trong vòng từ năm 1960 đến 1975 là 15 năm, thì lúc đó ở Sài Gòn là nó có trên 10 cái trung tâm âm nhạc các bạn. Và sau cái sự kiện năm 1975 thì các anh chị em nhạc sĩ, nghệ sĩ tiếp tục qua Canada và qua US các bạn. Và sau đó thì tiếp tục thành lập những cái trung tâm ban nhạc. Do vậy là cái phong trào mà thưởng thức âm nhạc ở Việt Nam mình với một cái nguồn nhạc rất là lớn, với cái đội ngũ nhạc sĩ, ca sĩ và trong cái lĩnh vực âm nhạc nó rất là phát triển các bạn ha, trong cái bối cảnh lịch sử như thế. Rồi mình đi vào cái mô tả cái sản phẩm này. Nói về các cái dòng Bossable MIDI Player thì nó có rất là nhiều hãng, và riêng cái hãng điện tử Victor, các cái dòng phổ thông của hãng điện tử Victor các bạn, và nói riêng ra về Bossable MIDI Player thì các kỹ sư thiết kế của Victor người ta thiên về cái thiết kế hình khối và các cái màu sắc, thiết kế bàn nhựa và rất là sặc sỡ so với Sony. Màu sắc thì Sony nó thiết kế đơn điệu hơn các bạn, và Sony thì các kỹ sư thiết kế người ta chú trọng cái vật liệu thiết kế là bằng kim loại. Tuy nhiên thì các cái kỹ sư Victor thì mình thấy các cái vỏ thiết kế những chiếc MD này, các cái kỹ sư thiết kế Victor nó người ta dùng cái sản phẩm, các cái sản phẩm cái nắp, cái vỏ của chiếc Bossable MIDI Player là thường người ta thiết kế bằng nhựa các bạn ha. Và các cái dòng phổ thông của Victor nó có một cái bố cục thiết kế các cái nút bấm, các cái nút điều khiển của Victor nó có một cái đặc trưng riêng của cái dòng Victor các bạn ha. Thì lát nữa mình sẽ đi mô tả. Và đây là một cái sản phẩm
mà Victor nó thiết kế với cái cấu cấu trúc là hình khối các bạn và những cái màu sắc nó bố trí. Nhìn nếu như các bạn nào mà thích cái thiết kế kiểu hình khối thì đây là một thiết kế nó mang dấu ấn hình khối của Victor các bạn ha. Rồi, Victor XM C31 được Victor phát hành năm 2004. Máy có sở hữu kích thước hình học là chiều dài của máy là 83,2 mm, bề ngang là 77,3 mm và máy dài 19,2 mm và máy nặng 111 gram. Và cái bộ này Victor nó thiết kế gồm ba cái màu sắc như sau. Đây là một chiếc là cái nền bên trái là màu trắng và cái hình chữ nhật bên tay phải là màu đen. Và bố trí cái hình chữ nhật này đang xen giữa đen và trắng các bạn. Và nó có một cái model là cái hình bên trái này đó là màu hồng và cái ô bên phải hình chữ nhật này là màu đỏ và cái hình chữ nhật đang xen này là giữa hồng và đỏ. Và có một model nữa là giữa màu xanh nhạt và xanh đậm, thì bên này bố trí xanh nhạt và cái hình chữ nhật này bố trí màu xanh đậm. Thì trong kênh của mình có một chiếc Victor XM C31 và thiết kế của Victor là cái viền màu cái viền bên trái này là màu hồng và cái hình khối hình chữ nhật chỗ này là màu đỏ các bạn. Thì đây là chiếc nó pha lẫn trắng đen các bạn ha. Rồi, đó là mô tả sản phẩm. Thì Victor nó thiết kế là ở góc này là có logo Victor và cái model máy là nó ghi cái chữ ở đây và máy có chức năng AMD LP các bạn ha. Đó là cái mặt trước. Mặt sau, cái thiết kế của Victor là có những cái thông tin về máy này, hướng dẫn sử dụng pin. Và đây là một sản phẩm của Victor mà phát hành ở Malaysia các bạn ha. Và cái mặt sau này, mặt trước mặt sau là thiết kế, mặt trước là thiết kế viền kim loại phủ sơn bóng, còn mặt sau này là thiết kế bằng nhựa các bạn ha. Và các cái nút điều khiển của Victor nó thiết kế có một cái đặc trưng là nó có một cái nút điều hướng ở đây, là nó có ba chức năng. Chúng ta bên trái là chúng ta hờ, cái bên ở giữa là chúng ta xịt. Là chúng ta sử dụng cái nút điều hướng này bên tay phải là nét bài và lùi bài. Các bạn sử dụng cái nút điều hướng của bên trái này là volume thì các bạn sẽ sử dụng cái nút điều hướng ở đây là volume tăng giảm âm lượng và có một cái nút mà fly stop ở đây. Đó các bạn ha. Và cái đặc trưng này nó thiết kế rất là nhiều trên cái sản phẩm của Victor các bạn ha. Những cái dòng phổ thông của Victor đa số nó đều thiết kế cái cụm nút điều khiển với cái bố cục như thế này các bạn ha, để mình mô tả để chia sẻ để các bạn biết về các cái sản phẩm của Victor. Bên tay trái này là nó có một cái vị trí chúng ta bỏ pin sạc NiMH các bạn, và chúng ta đây là cái nắp pin của chiếc Walkman này nó sạch các bạn ha. Chúng ta bỏ pin sạc và theo cái hướng dẫn bỏ pin ở trên nắp đây. Ở dưới này là cái vị trí gắn hộp pin các bạn. Bên này là chúng ta vị trí chúng ta open pin các bạn. Chúng ta gạt cái nút open thì đĩa nó sẽ phóng ra và chúng ta bỏ đĩa chúng ta đậy lại. Các bạn ha. Ở đây dưới phía dưới này đây là một cái cổng gắn điều khiển từ xa và cái này là có một cái đèn báo hoạt động. Thì mình đã bỏ pin, bỏ đĩa rồi mình sẽ test cái chức năng hoạt động của các cái cụm nút để các bạn theo dõi. Thì thiết kế Victor nó chỉ XMC31 nó chỉ như thế thôi. Và cái bộ máy này Victor nó phát hành là một cái thân chính, một cái điều khiển từ xa và một cái tai nghe. Thì cái bộ MD này mình chỉ có một cái thân chính thôi các bạn ha. Rất tiếc cái phụ kiện mình không không thể mua được các bạn. Giờ nó khó. Rồi, đó là những cái thông tin về sản phẩm này. Và mình sẽ phát cho các bạn nghe thử, và trước khi phát thì mình nói là cái nguồn sử dụng thì cái bộ Victor này nó sử dụng là cái pin sạc NiMH các bạn ha.
Rồi mình sẽ mở loa và sẽ kết nối với loa các bạn ha. Rồi cái cụm điều khiển phía sau này các bạn, xin tạm dừng các bạn này. Cái cụm điều khiển phía sau này là nếu các bạn gạt cái nút điều hướng này bên tay phải các bạn ha, thì ở đây là mình sử dụng và cái nút, cái bộ nút điều hướng này là nó là volume tan giảm âm lượng, để mình bấm cho bạn xem. Đây, tan âm lượng này, ở đây là giảm âm lượng các bạn ha. Rồi nếu các bạn gạt cái nút điều hướng này vô giữa thì chúng ta sử dụng cái nút này là nét bài, mình sẽ nét bài. Nó sẽ nét bài các bạn ha. Chúng ta sẽ nét bài. Rồi và chúng ta gạt bên tay trái này thì đây là nút hơ, nó sẽ bảo vệ tất cả các cái phím bấm ở trên này và các bạn không có không có hoạt động được các phím trên này ha. Thì ở giữa thì chúng ta là. Rồi chúng ta bấm stop và chúng ta đợi khoảng 3 phút thì máy nó sẽ tự switch down các bạn ha. Thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng, đồng thời mình cũng test luôn cái mác đạp và hoạt động của chiếc MD Victor XMC31. Kính thưa các bạn, thì vừa rồi mình đã giới thiệu chiếc Victor XMC31, một thiết kế hình khối đến từ Victor, và đây là một sản phẩm màu trắng đen kết hợp trong bộ ba sản phẩm của Victor phát hành đầu tiên vào năm 2004 các bạn ha. Thì ưu điểm thì về thiết kế thì nó, nếu các bạn nào yêu thích thiết kế hình khối thì đây là một chiếc workman chơi rất là đẹp và nó hoạt động tốt tất cả các chức năng các bạn ha, mác đạp tốt, nét bài nhanh. Về thứ hai là về nhược điểm thì rất tiếc là cái bộ này mình không có điều khiển từ xa và tai nghe. Nếu các bạn mà yêu thích chiếc này thì các bạn về và các bạn tự bỏ cái điều khiển từ xa và tai nghe vào để nghe chức năng âm thanh của chiếc MD này các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và trong cái phần liên kết của những cái video mình làm nó có một cái đường link Facebook các bạn, trong đó sẽ có những cái hình ảnh sản phẩm mình cập nhật. Nếu các bạn nào quan tâm đến workman thì các bạn có thể năng vào cái liên kết đó để chúng ta xem và chúng ta tham khảo những chiếc workman các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn ở nước ngoài xin vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi video này. Cảm ơn và xin chào tạm biệt hết tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo ạ.